Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason. Và video ngày hôm nay sẽ là tập 2 của Photo Challenge. Jason hy vọng là các bạn sẽ thích cái video ngày hôm nay, bởi vì chúng ta có rất là nhiều photographer tham gia vào cái video ngày hôm nay. Ta-da! Say hi! Hi! Thì ngày hôm nay là tập 2 của Photo Challenge và Jason có đăng lên trên Facebook và Instagram để mà kêu gọi các bạn, những bạn photographer nào ở trong khu vực Bình Dương sẽ tham gia vào cái video ngày hôm nay. Cái game ngày hôm nay của chúng ta thì chủ đề ngày hôm nay đó là chụp portrait, chụp mẫu, chụp chân dung. Thì chúng ta có một bạn model nữ ở đây, đây là bạn model của chúng ta, đây là bạn Trinh. Trinh cũng ở tại Bình Dương luôn, Trinh là model của tất cả bạn photographer ngày hôm nay. Và cái luật của tập này đó là các bạn, từng bạn photographer sẽ có 15 phút chụp ảnh với model của chúng ta, đó là bạn Trinh. Ngày hôm nay chúng ta có khoảng 12 photographer thì Jason sẽ cho các bạn khoảng 10 phút thôi. Hồi nãy Jason tính là 15 phút nhưng mà bởi vì lúc nãy Jason đếm là chỉ có khoảng 7 người thôi, nhưng mà bây giờ lên đến 12 người rồi. Cho nên Jason chỉ có thể cho phép các bạn chụp trong vòng 10 phút, chứ các bạn chụp bao nhiêu hình cũng được. Quan trọng là khi mà các bạn về edit chọn ra những tấm nào đẹp nhất và gửi cho Jason những cái sản phẩm cuối cùng, các bạn retouch, edit, làm màu hay làm bất cứ thứ gì với tấm hình của bạn cũng được. Gửi cho Jason khoảng 3 tấm hình cuối cùng và Jason sẽ chọn ra những bạn nào. Tất nhiên là Jason sẽ cố gắng đăng tải hết tất cả những hình của các bạn tham gia vào video ngày hôm nay. Dù cho xấu hay là đẹp hay là chưa hoàn hảo gì đó, Jason đều đăng tải hết. Và các bạn, những người theo dõi video ngày hôm nay sẽ là những người giúp Jason. Các bạn hãy bình luận cái con số ở trong cái tấm ảnh đó vào cái phần bình luận ở phía dưới, để mà giúp Jason bình chọn cho cái tấm hình mà các bạn cảm giác là đẹp nhất trong cái cuộc thi ngày hôm nay. Ngay bây giờ Jason sẽ đi giới thiệu với các bạn về từng bạn photographer ngày hôm nay. Các bạn sử dụng camera gì, lens gì cho cái cuộc thi ngày hôm nay, cho những cái tấm ảnh portrait của các bạn. Bắt đầu với người đầu tiên thôi. Xin chào, em tên gì? Dạ em tên Trí, em là sinh viên của trường RMIT. Rồi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ok. Dạ. Ngày hôm nay Trí chụp với camera gì? Dạ hôm nay em sẽ xài A6400 với cái lens 18-105. 18-105 F4 đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Dạ combo kinh điển của A6400. Rồi. Em tên là Trần Hiệp Đạt. Em cũng là bạn của thằng này và học từ trường RMIT mà ra. Em là bạn của thằng này à? Dạ đúng rồi. Hai đứa đi chung từ Sài Gòn lên. Hôm nay em xài Pentax K1 với lại combo 50-1.4. Ok. Chào anh, em là Duy. Hiện tại em là nhân viên của phòng sự kiện của một công ty du lịch. Và hôm nay em dùng máy 6D và 24-105 Mark II. Xin chào anh, em là Vương, em là nhân viên kỹ thuật của một công ty ở Bình Chi. Thì hôm nay em mang đến đây là combo A6000 với lens 50-1.8. Chào anh, em là đang là sinh viên của trường Arena, em tên là Phong, hôm nay sử dụng 300D 1855. 300D 1855 ha. Em là Kiên, là học sinh của trường cho phổ thông yêu cầu. Hôm nay em sẽ sử dụng D5300 và 70-300. Chào mọi người, mình là Vũ, mình đang xài Fujifilm XH1 và 1655 f2.8. Hello anh, em là Tiến Anh, em là sinh viên đại học kinh tế luật. Hôm nay em sử dụng Sony A72 và 55 Kasai. Chào mọi người, mình là Tâm, hôm nay mình sẽ xài combo 6D2 và 24-105 f4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có 9 người à, nãy trường điểm sao ra 12 người à? À, trường không có tham gia, trường chỉ giúp Jason quay BTS thôi. Và đây là bạn mẫu của chúng ta, rất là xinh đẹp, rất là dễ thương. Nhớ là các bạn chỉ có 10 phút, Jason sẽ bấm máy để mà chạy đúng 10 phút và các bạn hoàn thành cái phần chụp ảnh của mình. Bạn nào xung phong là người đầu tiên. Trời ơi, photographer phải tự tin lên chứ. Chúng ta đã có chụp ảnh đầu tiên. Rồi, ready, go. Hiểu hả, chụp xong ra giữa đường. Cười vui vui anh. Đánh nặng, đánh nặng qua bên này. Bạn chụp nãy giờ, Jason cảm giác là bạn cũng đã hết ý tưởng rồi. Nhưng mà thời gian chỉ mới trôi qua 5 phút thôi. Cho nên ngay bây giờ, chính vì bạn đã xung phong là người đầu tiên, cho nên Jason vẫn sẽ để cho bạn chụp hết 10 phút. Nhưng mà có lẽ là chúng ta sẽ thay đổi luật một chút xíu, đó là Jason sẽ cắt ngắn khoảng thời gian lại, chỉ khoảng còn 5 phút thôi. Mỗi bạn chỉ còn 5 phút thôi để chúng ta không bị run out cái idea của mình và tốn thời gian các bạn phải ngồi chờ rất là lâu. Tất cả những bạn về sau á, chúng ta chỉ có 5 phút thôi nha. Tại vì nãy giờ các bạn cũng
cảm giác được là bạn có chụp rất là lâu rồi mà chỉ mới có 5 phút vào và bạn đó cũng hết idea luôn rồi, hết ý tưởng để mà chụp luôn rồi. Cái bạn photographer này đeo cái ba lô y chang như của Jason luôn nè. Sao vậy? Sao biết cái ba lô này? Có video của anh hả? Dạ đúng rồi. Hay quá, có thích không? Ok anh. Đẹp mà đúng không? Dạ. Ai sẽ là người tiếp theo? Sao nhiều người xung quanh quá. Rồi, cho em tiếp theo đi. Chụp được nhiều hình không? Chụp tới 10 phút luôn á. Mà em thấy 10 phút là hơi nhiều anh. Ừ. 1, 2, 3, bắt đầu. Sẽ cười tươi nha, cười tươi luôn. Xong mệt không? Ok, cũng ok anh. Còn cái món đồ đã mệt chưa? Cũng mệt mệt rồi nhưng mà rất là vui cho nên là em sẽ cố gắng. Rồi, cho xin chia sẻ một chút xíu trước khi mà mình bắt đầu với bạn thứ ba, đó là bởi vì model, cái người mẫu, người ta đứng ở trong cái frame mình của mình á, người ta chịu áp lực rất là nhiều. Người ta không biết là cái tấm hình, cái góc nhìn của mình nó ra có đẹp hay không. Cho nên mình phải là người tương tác tốt và tạo được cái cảm giác thoải mái cho model trước. 1, 2, 3, 5 phút bắt đầu. Và mình qua bên đây. Ok, hết giờ. 2, 3, let's go. Thấy là mình không phải là một người chuyên về thế mạnh là chụp chân dung nên là đấy cũng phải thích, phải khá là khó cái gì. Nhưng mà mình tin tưởng là có những cái trải nghiệm mới nó sẽ giúp cho mình sáng tạo hơn. Mình nghĩ chắc chắn là mình tin là những bức ảnh của mình chắc chắn sẽ gây một ấn tượng phần nào đó. Đúng rồi. Rồi, bài tiếp theo. Rồi, tiếp theo. 2, 3, bắt đầu. Bên phải đây hả? 1, 2, 3. Rồi, tâm phải không? À đúng rồi tâm. Bây giờ anh sẽ chụp với em một số tấm. Một số tấm ở đây trước. Tôi sẽ đi qua phía bên. Phải chia sẻ với các bạn là rất là mệt. Cứ mỗi người 5 phút thôi mà có tới mười mấy người lận. Cho nên khá là đuối. Không phải một mình Jason đuối nữa, mà những bạn quay phim BTS, Trường và một bạn chuyên quay video nữa cũng khá là mệt để mà theo chân những bạn photographer và theo chân người mẫu. Mà cái người mệt nhất Jason cảm giác thì chắc là bạn mẫu của chúng ta đuối lắm rồi, rất là mệt rồi. Cho nên ngay bây giờ chúng ta sẽ nghỉ khoảng để mà bạn mẫu lấy lại sức và cái cảm xúc của mình trước khi mà chúng ta bắt đầu với những bạn còn lại. Chúng ta còn khoảng 4 bạn đúng không? Chưa chụp. Có ý tưởng để làm gì đây? Chào anh à. Em tác nghiệp anh. Rồi, em channel là gì? Anh quảng cáo luôn. Dạ, channel em là TDM Vlog. TDM Vlog có nghĩa là thú dầu một Vlog. Đó là cái thành phố mà Jason đang sống. Jason được sinh ra và lớn lên ở đây. Jason sẽ bỏ đường link của bạn ở dưới. Hy vọng là các bạn sẽ bấm vào đường link để mà theo dõi những cái video, những cái content mà bạn đã tạo ra rất là hay. Bạn lộn rất là dữ chút xíu nên Jason sẽ quay cho các bạn thấy là bạn lộn như thế nào. Ở đây cho các bạn coi để cho cái video này nó sẽ đỡ nhạt một xíu. Ghê chưa? Nhớ bấm vào đường link và subscribe channel của bạn nhé. Rồi, chúng ta đã sẵn sàng cho bạn tiếp theo chưa? Rồi, em bắt đầu nha. Để shout out cho bạn mẫu làm việc rất là cực lực ngày hôm nay của chúng ta, Jason sẽ bỏ đường link Facebook và cả Instagram của bạn ở trong phần description. Các bạn có thể bấm vào đó để mà theo dõi. Hay là các bạn là photographer ở tại Bình Dương, nếu book bạn mẫu, bạn trinh của chúng ta để mà làm model cho cái bộ hình của các bạn hay là video gì đó thì các bạn có thể liên lạc với bạn Trinh trực tiếp từ Facebook hay là Instagram, đường link ở phía dưới.
đâu phải mẫu lúc nào cũng cười mới đẹp. Không, nhiều khi cái style của người ta là người ta ngầu, người ta không thích cười mà vẫn có chấp đi. Đó là lý do mà cứ mỗi một cái concept hay là một cái project gì đó, một người photographer người ta muốn tìm kiếm model của mình, họ sẽ tìm đến những người có cái chất để phù hợp với lại concept đó. 1, 2, 3, 5 phút bắt đầu. Rồi, chuẩn bị. Bắt đầu. Ok, thì chúng ta cũng đã hoàn thành xong những cái phần chụp ảnh của các bạn. Và ngay bây giờ Jason sẽ show cho các bạn thấy những cái hình ảnh mà các bạn đã hoàn thành sau khi mà edit, sau khi mà retouch nó như thế nào. Jason hy vọng là tất cả các bạn sẽ thích những cái series, những cái tập tiếp theo. Và Jason hy vọng là tất cả các bạn photographer tham gia ngày hôm nay sẽ học hỏi thêm hay là trau dồi thêm những cái kinh nghiệm mới trong cái lĩnh vực portrait photography. Jason cũng muốn nói cảm ơn bạn mẫu, bạn Trinh ngày hôm nay rất là nhiều, bởi vì cái người làm việc cực lực nhất, mệt nhất chắc có lẽ là bạn Trinh thôi, bởi vì bạn Trinh phải làm model từ đầu tới cuối luôn chứ không có được nghỉ giữa chừng như những bạn photographer. Từng bạn photographer chỉ mất 5 phút để bị chụp, còn bạn Trinh mất tới 1 tiếng mấy đồng hồ. Anyway, Jason hy vọng là các bạn sẽ thích video ngày hôm nay. Nếu cảm thấy hay thì ấn like bên dưới, đừng quên subscribe hay là đăng ký kênh. Và video ngày hôm nay có vui không à? Ôi. Yes, Jason sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo, tập tiếp theo của Photo Challenge. Peace.